Bộ hợp đồng của dự án nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 bao gồm hợp đồng thuê đất, hợp đồng mua bán điện và hợp đồng BOT vừa được ký chính thức đánh dấu bước tiến mới trong triển khai dự án. Tổ hợp nhà đầu tư thực hiện xây dựng vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 là tập đoàn KEPCO của Hàn Quốc và tập đoàn Marubeni Nhật Bản và Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì. Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định, lễ ký kết bộ hợp đồng dự án ghi nhận mốc đầu tiên trong quá trình phát triển dự án và thể hiện nỗ lực của các bên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu. Chủ đầu tư cần tiếp tục nỗ lực trong quá trình thu xếp tài chính, đảm bảo đóng tài chính đúng thời điểm đã cam kết với Chính phủ Việt Nam để khởi công đúng hạn và triển khai xây dựng, đảm bảo hoàn thành nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt. Theo kế hoạch, dự án này sẽ vận hành thương mại vào năm 2022 với sản lượng điện hàng năm đạt khoảng 8,1 kW, đóng góp khoảng 3,1% điện năng vào hệ thống điện Việt Nam.